Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã bắt khẩn cấp Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh là con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm trên biết việc công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn và mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu, nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết với tổng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm nay, Tòa án Nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Minh Thư, chú huyện Chợ Mới, về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Theo cáo trạng, vào sáng ngày 25 tháng 5 năm 2023, Nguyễn Thị Thắm đưa con là Ngô Hoàng Bách sinh năm 2021 gửi tại nhà trẻ Minh Ngọc ở xã Vĩnh Hành do Thư làm chủ. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thư thấy cháu Bách khóc và có biểu hiện không khỏe nên gọi điện thoại cho mẹ cháu đến đón về. Khi gia đình đến thì thấy cháu có ngất xỉu nên đưa đi cấp cứu nhưng cháu đã tử vong. Quá trình điều tra xác định Phan Ngọc Minh Thư giữ trẻ khi chưa được cấp giấy phép theo quy định, không đảm bảo các điều kiện và tiêu chuẩn giữ trẻ. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Ngọc Minh Thư 1 năm tù về tội vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp. Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 24 năm tù đối với 4 bị cáo về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Đây là vụ án đầu tiên ở nước ta được đưa ra xét xử vụ án liên quan đến chống khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Theo cáo trạng, vào cuối tháng 8 năm 2022, sau khi chuộc 2 chiếc tàu bị lực lượng chức năng Malaysia bắt giữ về hành vi khai thác hải sản trái phép, Trần Văn Luyến là chủ tàu đã bàn bạc với Trần Minh Tâm liên hệ với một cán bộ đăng kiểm thay đổi số hiệu mới cho cặp tàu nói trên. Sau đó, Luyến đã thuê 2 bị cáo còn lại và rủ hơn 20 người khác điều khiển tàu đến vùng biển Malaysia và Indonesia khai thác hải sản trái phép. Với thủ đoạn cũ là tắt thiết bị hành trình và xóa số cuối của tàu, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Luyến 8 năm tù, 2 bị cáo Dũng và Tâm mỗi bị cáo 7 năm tù, bị cáo Nhật 1 năm tù cùng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Tòa án Nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam vừa tổ chức phiên tòa xét xử điểm vụ án tàng trữ hàng cấm là pháo nổ đối với bị cáo Nguyễn Đức Toàn, chú huyện Thanh Liêm. Theo cáo trạng, vào ngày 16 tháng 12 năm 2023, Công an huyện Thanh Liêm bắt quả tang Toàn đang cất giấu trái phép gần 9 kg pháo nổ. Toàn khai nhận là tổng số pháo nổ được mua của một người không quen biết trên mạng xã hội về sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán và đang trong quá trình vận chuyển về nhà thì bị bắt giữ. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Toàn 6 tháng tù về tội tàng trữ hàng cấm. Vào chiều nay, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ xe bồn chở xăng đang lên đèo thì bốc cháy dữ dội trên quốc lộ 26 đoạn qua huyện Mờ-rắc của tỉnh Đắk Lắk. Thông tin ban đầu, xe ô tô chở xăng mang do tài xế Vương Đình Diện, trú tại thành phố Nha Trang điều khiển, chở theo 11.600 lít xăng dầu từ cảng Cam Ranh đi tỉnh Khánh Hòa. Khi đến địa điểm trên thì xe đang lên đèo Mờ-rắc bị nổ lốp, lật nghiêng giữa đường và bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều động 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng 20 cán bộ chiến sĩ Công an huyện Mờ-rắc tổ chức chữa cháy. Và đến khoảng 12 giờ 50 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Việc triển khai nhanh chóng công tác chữa cháy làm mát bồn chứa đã bảo vệ an toàn được 7.100 lít dầu, không để xảy ra cháy lan, cháy lớn xung quanh. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại về tài sản và điều tra làm rõ toàn bộ nguyên nhân của vụ việc. Tàng trữ 25.600 viên hồng phiến, nhiều loại ma túy, súng và đạn, đối tượng Nguyễn Hồng Sơn, chú huyện Vũ Quang vừa bị các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng biên phòng bắt giữ thành công. Sơn là đối tượng giết người trong vụ án xảy ra vào năm 2022 và bị truy nã sau khi gây án. Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn giật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với nước Lào. Nghi vấn Sơn có sự cấu kết với nhóm đối tượng người Lào và các đối tượng trên địa bàn huyện Vũ Quang để vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Vào ngày 26 tháng 1, tổ công tác đã bắt giữ thành công đối tượng Sơn khi đang trốn tại một lán trại trong rừng huyện Vũ Quang, thu giữ tại hiện trường 25.600 viên hồng phiến, 175 gram heroin, nhiều loại ma túy tổng hợp, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 khẩu súng thể thao, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, 2 kíp nổ điện, 2 dao, 4 điện thoại di động và nhiều tang vật có liên quan.
Hai đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy liên tỉnh Quảng Nam Kon Tum vừa bị công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ. Vào chiều ngày 25 tháng 1 tại xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Đoàn Văn Dũng trú tại huyện Tiên Phước. Qua khám xét phát hiện thu giữ 2 bánh heroin có trọng lượng gần 787 gram. Qua đấu tranh, đối tượng Dũng khai nhận đã mua số ma túy trên từ đối tượng Lường Văn Huế trú tỉnh Kon Tum với giá là 640 triệu đồng. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Huế, khám xét khẩn cấp người và phương tiện. Lực lượng công an đã thu giữ được hơn 200 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi về người điều khiển phương tiện sử dụng chất ma túy, vi phạm về nồng độ cồn dịp cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục tăng cường kiểm tra trên nhiều tuyến đường, nhất là những trục đường chính, để giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn giao thông trên mỗi cung đường xuân cho người dân vui xuân đón Tết. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên. Trên quốc lộ 18, khi dừng các phương tiện để kiểm tra nồng độ cồn, đội 2 Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh trong một buổi tối đã phát hiện 13 trường hợp là mô tô và một trường hợp là ô tô vi phạm nồng độ cồn. Nhiều lái xe khi được hỏi cho biết nhận thức rõ vi phạm của mình, biết là mức phạt cũng cao nhưng chót lỡ uống một ít nên vẫn điều khiển phương tiện, hoặc với lý do cuối năm nhiều bữa tất niên khó từ chối nên vẫn uống. Anh thổi em một hơi dài không nghe quang đấy nhá. Của anh là 0,423 trên lít khí thở nhá. Máy xuất trình giấy tờ nhá. Cái đoạn đấy, cái máy đấy. Em có giấy phép lái xe không? Anh có thẻ căn cước công dân ở đây không? Em cũng được quên rồi. Em anh tên là gì? Em tên Công. Anh tên là Công, thì xe là xe của anh nhỉ? Dạ vâng. Còn thế anh uống rượu lâu chưa? Anh uống lâu chưa? Em uống lâu rồi. À, anh uống với ai? Dạ em uống hôm nay cơ quan của tổ chức tất niên. Không chỉ tăng cường kiểm tra vi phạm liên quan đến lỗi nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh cũng xử lý mạnh đối với các trường hợp có dấu hiệu sử dụng chất cấm. Như trường hợp này, khi bị dừng phương tiện, test ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện lái xe có ma túy trong người. Tại thời điểm kiểm tra đối với anh Nguyễn Thanh Cảnh nhé, chúng tôi test nhé, anh dương tính với THC là ma túy tổng hợp. Nhá, đây, kết quả đây dương tính, còn tất cả các loại khác anh không dương tính. Tôi chỉ đi hát karaoke. Anh em châu dùng chưa đi bao giờ? Anh em có châu dùng từ bao giờ? Chắc là nửa tháng đến một lúc dương tính một lần. Trước tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn diễn biến phức tạp, nhất là vào thời điểm cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh đã huy động tối đa lực lượng phương tiện, đổi mới phương thức hoạt động tuần tra kiểm soát, thường xuyên thay đổi vị trí, bố trí đầy đủ phương tiện kỹ thuật, vũ khí, công cụ hỗ trợ, tăng cường tuần tra cơ động 24/24 giờ trên toàn địa bàn, xử lý kịp thời tất cả các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Ngoài công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thì đội Cảnh sát Giao thông 2 cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, chủ động phát hiện bắt giữ các nhóm đối tượng tội phạm vào dịp cuối năm như cướp, cướp giật, đối tượng truy nã hay vận chuyển hàng cấm, vận chuyển pháo nổ, vận chuyển chất ma túy trái phép. Đặc biệt là tập trung vào tuần tra kiểm soát, phát hiện các nhóm các đối tượng thường xảy ra tình trạng cướp, cướp giật vào dịp cuối năm. Tết Nguyên đán, lưu lượng phương tiện sẽ gia tăng. Việc kiểm tra xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, phát hiện các loại tội phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông sẽ góp phần ngăn chặn những nguy cơ xảy ra tai nạn, đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, đem lại bình yên cho người dân đón Tết.